Nhằm đẩy mạnh sự phát triển AI Robotics tại Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt đã thành lập Trung tâm Giáo dục Đào tạo Trí tuệ Nhân tạo AIC DLU vào ngày 6 tháng 9 năm 2021 với sự hợp tác và tài trợ của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IBBG. AIC DLU đã trở thành trung tâm thứ hai trong chuỗi chiến lược thành lập 10 trung tâm AI và triển khai lắp đặt 1.800 AI Lab nhằm phát triển giáo dục AI trong giai đoạn 2021-2025 của IBBG. Tọa lạc trên diện tích hơn 1.000m² với thiết bị và giáo trình hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, AIC đảm bảo khả năng đào tạo nhiều loại hình, cấp bậc và sẽ mang lại trải nghiệm mới về giáo dục AI Robotics cho tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận. AIC có sứ mệnh thúc đẩy việc phổ cập và cập nhật kiến thức AI Robotics cho học sinh, sinh viên và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng dụng AI Robotics cho các giảng viên, chuyên gia. AIC được xây dựng với 4 giá trị cốt lõi. 1. Cung cấp các giải pháp AI Robotics với trang thiết bị giảng dạy tiên tiến. 2. Tiên phong về ý tưởng đột phá và giải pháp trong sáng tạo và thực hành. 3. Đưa thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân số toàn cầu. 4. Giảng dạy với phương châm vừa học vừa chơi, gắn công nghệ với môi trường tự nhiên. Đến với AIC DLU, học viên sẽ được trải nghiệm các chương trình học khác nhau phù hợp với nhu cầu, độ tuổi cũng như khả năng của bản thân. Các chương trình đào tạo tại AIC DLU được kế thừa, xây dựng và phát triển dựa trên bộ giáo trình quốc tế AI Future Intelligent Manufacturer đã được việt hóa và thẩm định kỹ lưỡng, đã và đang được triển khai tại các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Mỹ. Trong năm đầu tiên, AIC DLU đang tập trung khai thác hai nhóm chương trình chính. Nhóm chương trình dài hạn được thiết kế cho các bậc học từ tiểu học, trung học phổ thông tới đại học. Học viên sẽ được khám phá, trải nghiệm lắp ráp, lập trình và sáng tạo cho các mô hình khác nhau. Kết thúc khóa học, học viên có thể hiểu và mô phỏng được hoạt động của một số loài động vật, cũng như hiểu được cách thức, nguyên lý tự động hóa của một số hệ thống thông minh trong thực tế. Có thể nói, thế giới tự nhiên, xã hội thông minh và nhà máy thông minh được mô hình hóa và minh họa trong các chủ đề học tập, giúp học sinh dễ tiếp cận các kiến thức mới. AIC DLU cũng tổ chức các chương trình ngắn hạn kéo dài từ một buổi tới một ngày. Các chương trình này nhằm cung cấp thêm cho học sinh một hình thức học tập ngoại khóa mới, qua đó thúc đẩy đam mê tìm hiểu về công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực AI Robotics, vốn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến lên kỷ nguyên công nghiệp 4.0. AIC DLU cũng đề ra nhiều chương trình hoạt động để phổ cập AI Robotics như đào tạo AI Robotics từ cơ bản tới nâng cao, đào tạo học sinh sinh viên tài năng về AI Robotics, tổ chức các giải thi đấu AI Robotics, đào tạo giáo viên AI Robotics. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, một trong những chức năng nhiệm vụ của AIC DLU là hợp tác, nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm ứng dụng thực tế dựa trên nền tảng AI Robotics, nhất là các ứng dụng gắn liền với đặc thù về nông lâm nghiệp, du lịch của địa phương, thông qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái AI Robotics ở Việt Nam.